Tôi thể chọn bên 10 AP. Tôi thể chọn bên 10 AP. Đây. Cái dòng nạp của tôi có thể chọn là 0,25 Q. Nếu Q 40 Ah thì tôi sẽ chọn là 10 Ah. Ví dụ bình này tôi sẽ chọn 10. Nhưng bình này tôi chọn tôi lại chỉ sạc được có 5 Ah. Ý tiếp theo là phải bổ sung dung dịch thường xuyên. Để trong quá trình làm việc thì cái dung dịch thì nó bị bay hơi đi, bay hơi, cho nên là thiếu. Ở trên này chúng ta thấy là nó có hai cái đường vệt này, hai cái vệt này là dung dịch nó phải đổ trong cái nằm trong cái khoảng này và nó phải ngập ở trên trên các cái tấm cực 15mm nhưng nó nằm trong cái vùng này. Min của nó là đây và mắc của nó là đây, cũng không đổ quá, nhưng mà đổ quá thì khi nó sụp lên, khi mà nạp hay nó sôi nó trào ra ngoài, còn thiếu thì nó gây ra chay. Thế thì đối với các quy nước nó có một cái nhược điểm là chúng ta phải bổ sung cái nước thường xuyên, một thời gian nó cạn chúng ta bổ sung lên. Còn đối với các quy khô thì không phải bổ sung, mà ta dùng nó hết điện coi như chúng ta bỏ. Tiếp tục cái ý tiếp theo là phải nạp định kỳ 3 tháng một lần đối với quy nước. Các quy nước thì cứ khoảng 3 tháng trên xe là chúng ta phải nhấc ra, tháo ra để chúng ta nạp với phương pháp nạp dòng điện không đổ mà nạp cái dòng nhỏ thôi, dòng 0,1 hoặc là nhỏ hơn 3 tháng một lần. Nạp thật no có thể nạp 24 tiếng. Còn đối với quy khô thì cái này nó có thể dài hơn, có thể là 5-6 tháng, không nhất thiết là 3 tháng. Nhưng các quy nước thì thường là thời gian gọi là bảo trì định kỳ nó ngắn hơn. Ý tiếp theo là giá thành đối với quy nước thì nó rẻ hơn nhưng mà tuổi thọ nó lại thấp hơn. Các quy nước thì giá thành nó rẻ hơn. Ví dụ như một cái bình 50 AP này đối với mặt bằng bây giờ là khoảng 1,5 triệu, 1,5 triệu thì 50 AP đối với quy khô có thể lên 1,8 triệu thì nó giá thành nó như vậy. Giá thành rẻ nhưng mà tuổi thọ thấp hơn. Nhưng mà đây bên này thì ắc quy khô là giá thành cao hơn, tuổi thọ cao hơn. Nói tóm lại là hai cái này nó tương đồng với nhau. Và anh bỏ ra một cái lượng tiền ít thì anh cái tuổi thọ nó sẽ ngắn hơn và bỏ ra được tiền tuổi thọ nó nhiều hơn. Nhưng mà đây muốn nói là gì? Đây là cái ưu điểm của các quy khô là tuổi thọ nó cao hơn và giá thành nó cũng còn cao theo. Đối với ắc quy nước thì phải chăm sóc thường xuyên, không những là chúng ta đổ bù cái dung dịch mà ngoài ra thì chúng ta còn phải lau chùi, nhất là các cái ắc quy mà nó có cái cầu nối giữa các cái bản cực này đối với ắc quy 24V nhé, là nó để lên phía trên này. Nếu chúng ta không bảo dưỡng là bụi bẩn đất cát rơi vào đây là gây chẳng gây gọi là tự phóng điện hao điện. Đấy, cho nên là phải bảo dưỡng thường xuyên, khô ráo sạch sẽ trên bề mặt các bình với các quy nước như vậy. Còn các quy khô thì cái động tác này nó bớt đi. Đấy là cái một số cái ưu điểm và nhược điểm ta so sánh giữa các quy nước và các quy khô như vậy để chúng ta vận dụng vào trong quá trình chúng ta xác định nên mua các quy nào chẳng hạn, nên mua các quy nào cho nó hợp lý. Mỗi một ắc quy nó có một cái riêng của nó. Đấy là cái phần của so sánh cấu tạo của hai ắc quy, loại khô và loại nước. Chúng ta sang cái mục 3.5 là nguyên tắc hoạt động của ắc quy axit. Ắc quy là nguồn điện biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, hoạt động có tính chất thuần nghịch. Cái quá trình ắc quy tích điện tích trữ năng lượng được gọi là quá trình nạp điện, và ngược lại cái quá trình mà ắc quy cấp điện cho phụ tải được gọi là quá trình phóng điện. Ắc quy là một cái nguồn điện một chiều hoạt động chuyển hóa từ hóa năng thành điện năng và ngược lại điện năng thành hóa năng. Cái quá trình của nó khi mà nó phóng điện thì nó đang là tích trữ ở cái dạng hóa năng và nó phóng điện qua phụ tải, sau nó từ cực dương sang cực âm về, sau đó nó đi qua các cái tấm
bạch cực và nó sẽ về cực, cực dương, thì đấy là quá trình phóng điện. Đấy, thì nó tiêu hóa, chuyển hóa cái hóa năng thành điện năng. Và ngược lại, khi nạp điện các quy thì cái nguồn năng lượng nạp của chúng ta đó là phải năng lượng điện. Và khi ta nạp thì dòng của nó là từ dương của nguồn đến dương của cộng bình, sau đó thì đi qua các cái tấm cực về âm cộng bình và về âm của máy nạp điện. Nguyên tắc hoạt động của ắc quy thì được thể hiện qua những phương trình hóa học. Qua các phương trình hóa học sau đây. Ở cực dương là oxit chì, dioxit chì PbOH. Cực dương dioxit chì PbOH tác dụng với axit sulfuric. Và ở cực âm nó là chì nguyên chất, chì sốt. Thì khi đó ở cái chế độ phóng điện chúng ta sẽ thu được ở cực dương là oxit chì, nó chuyển hóa dần dần thành oxit chì. Cực âm nó cũng chuyển hóa thành xuất phát chì, và cực âm nó cũng chuyển xuất phát chì và giải phóng nước. Ở chế độ nạp điện thì ngược lại là hai cái bảng cực này lúc đầu của nó là xuất phát chì thì nó giải phóng chuyển ion là PbI cộng SO4 2 trừ tương tác với là H2 ở đây, O đây, nó chuyển hóa thành PbOH và Pb, tức là cực dương lúc này lại trở về là dioxit chì, cực âm sẽ chuyển hóa thành chì sốt. Đấy là cái quá trình chuyển hóa của làm việc của ắc quy. Ở phần này thì chúng ta có thể đọc thêm cái phần chuyển hóa ion của các anion, các anion trong cái hệ thống, và rất nhiều cái tài liệu người ta viết rất là kỹ về nội dung này. Thầy cũng giới thiệu cho các em là có điều kiện các em khai thác thêm. Chúng ta sang cái mục 36 là các cái thông số đặc trưng của ắc quy. Chúng ta nghiên cứu các cái thông số đặc trưng này để giải quyết việc gì? Tức là để chúng ta khai thác ắc quy trong cái sử dụng, và thứ hai là mua các quy mới. Mua quy mới. Thì các cái thông số đặc trưng của ắc quy đấy nó có 4 cái thông số. Thông số thứ nhất là điện áp U, đây mình gọi là phôn. Thông số thứ hai là dung lượng V, đơn vị đo là ampere. Thông số thứ ba là dung lượng dự trữ nghĩa là LC, đơn vị đo là phút, cái này là mi. Và thứ tư là dòng khởi động lạnh. Dòng khởi động lạnh CCA, đơn vị đo là ampe. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào học tập về những nội dung chi tiết của